Lượng Vlog xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đến trong Bắc Giang này. Hôm nay là mình làm video mới về con diều lóc ghép 4 mét cho các bạn nhá. Dưới thị xã Bắc Giang các bạn nhá. Con diều 4 mét anh em. Lóc ghép các bạn ạ. Đấy, màu xanh này. Con là hoa sen các bạn nhá. Đấy, con này hoa sen mà màu xanh, hoa màu trắng các bạn. Bắc Giang nha, Bắc Giang mà bây giờ cũng yêu thích diều hơn cả vùng quê các bạn. Sáu mười ba quả các bạn. Đọc ghép các bạn nha. Hoa sen các bạn. Mẹt. Các bòn các bạn nha. Dàn các bạn ạ. 13 quả. Các bạn nha. 13 quả các bạn nha. Thành phố mà bây giờ cũng nghiện diều như là nông thôn các bạn nhé. Đây, toàn nhà cao tầng. Chiếc cầu này, chiếc cửa bến xe Bắc Giang các bạn nha. Chơi guồng này đó các bạn nhá. Các bạn sẽ xem xong nhớ nút đăng ký kênh và ấn rung chuông để lần sau mình ra video mới để ủng hộ cho các bạn. Các bạn có thể xem những video mới các bạn nhá. Rất thích diều, một con diều mà 4-5 người vào để làm các bạn. Thành phố mà bây giờ lên thành phố rồi nhưng mà rất thích diều các bạn. Khu này là khu trước cửa bến xe Bắc Giang các bạn. Thế nhà em có mấy con này không? Có một con. Gọi là cũng có để chơi nha, thích rồi nhỉ. Mọi người có sáo kêu, mình cũng có con cáo sáo kêu để cho nó đỡ buồn nhỉ. Con diều lóc ghép các bạn nha. 4 mét. Chưa. Khâu chuẩn bị thì lâu nhưng mà đâm gái thì không mấy. Omae wa mou shinde iru. Có cháu nó đã cầm dây diều, nó bảo diều lên thì mỏi cổ, diều xuống thì mỏi chân. Chiếc cửa bên xe Bắc Giang. Một dàn 13 quả. Bắt đầu nha. Nữa đi, không nó vào đấy. Bắt đầu đấy các bạn. Ôi, lên rồi các bạn ạ. Lên rồi. Đúng là khâu chuẩn bị thì lâu, như đâm lên cái thì lên ngay các bạn. Đấy, lên rồi các bạn nha.
Dừa hóa này hết rồi nào. Dừa nó to này, không kéo nó. Ôi, rất to các bạn nha. Còn 4 mét các bạn nha. Ra đây đi. Dừa to. Con kia cái gì mà nó cứ rơi. Bóng bay. Bóng bay hả? Bóng bay lên cao nó vỡ. Đấy. Là lôi. Ngã kìa các bạn nhỉ. Ôi. Ngã các bạn ạ. Là lôi tí ngã. Ôi. Rất to các bạn. Ôi. Vẫn đang thả cho dây các bạn nha. Kéo dính vào, cứ thế nào cứ thả dài là dính vào con của anh ấy này. Ôi. Lên đó. Rất cao. Ôi. Kiểu rất to nha. Chỗ này là 4 con các bạn ạ. Kiểu to chưa? Vẫn đang tra dây nha. Kiểu rất to. Dù hú lâu nó bảo ma kiểu nó ra thả. Ừ, các bạn lôi kìa các bạn à. Nặng đấy, hôm nay gió to này là nặng lắm. Quá lạm luôn, lôi cả người này. Lôi cả người tí ngã. Còn 4 mét thôi các bạn nhé. Đấy. Bảo bác con chiều to ra thì ông vẫn rồi. Ôi đâu, tuột rồi. Ta rồi. Thả được từ thôi, nó không bị sao. Nó không bị sống vào cái dây khác. Thả mẹ đâu rồi. Hả? Rồi. Rồi. Thôi đi. Về đi tiêu đi. Bốn con liền một chỗ các bạn. Đi chưa phú đâu là nó còn thấy kia không? Để thấy ăn không? Không. Cháu cầm đấy. Vào dây à? Để cho đi. Thế là thả lên cao được các bạn. Ôi. Đấy, các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha.